Nhà thờ giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình nằm trên đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện có diện tích khoảng 1.000 m2 và được xây dựng vào năm 2000. Sau khi tuyến đường được nâng cấp mở rộng, nhà thờ bị thấp hơn mặt đường 0,9 m và có dấu hiệu bị ngập nước. Trong các phương án xử lý việc nâng cấp toàn bộ khối nhà lên cao 2 m được chánh xứ và hội đồng quản lý giáo xứ lựa chọn. Nhà thờ có tổng chiều dài 55 m, ngang 20 m với một tầng trệt và một tầng lầu toàn bộ công trình nặng khoảng 5.500 tấn. Thân đèn Nguyễn Văn Cư được mời để thực hiện việc nâng toàn bộ nhà thờ lên cao 2 m Để thực hiện việc nâng công trình, thân đèn đã khảo sát công trình và cả chục lần, đồng thời thực hiện phương án ép cọc bê tông cốt thép để gia cố móng và bắt đầu triển khai từ tháng 4 năm 2018. Sau 4 tháng thi công, hạng mục nhà xứ phía sau khối nhà đã được thần đèn nâng lên 2 m Để thực hiện việc nâng khối nhà lên độ cao 2m so với vị trí ban đầu, đơn vị của thần đen đã sử dụng 23 ben thủy lực và 27 tay kích. Khi ben nâng khối nhà lên bằng hơi, công nhân sẽ đồng loạt kích tay để giữ kết cấu công trình. Mỗi lần bơm hơi sẽ đưa hơi ben nâng được 2cm. Các công nhân sau đó sẽ dùng các thanh sắt, gỗ để nêm vào vị trí vừa được nâng. Song song với việc bơm hơi nâng khối nhà lên cao, các công nhân phải điều chỉnh để tòa nhà được nâng đều. Um, dois...